Vũ Mạnh Cường hân hoan chào đón quý vị các bạn đang đến với chương trình Chinh Phục Thần Tượng. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Yes Studio thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Và đêm thi hôm nay là bản thi cuối cùng, bản thi thứ tư. Và không biết là những vị giám khảo chủ đề nào, những thần tượng nào mà thí sinh sẽ phải chinh phục. Những vị giám khảo đó sẽ được các giám khảo khách mời mô tả như thế nào? Xin mời quý vị sẽ cùng chào đón hai vị giám khảo khách mời trong chương trình hôm nay. Đó là ca sĩ Vi Oanh và ca sĩ Việt Quang. Công nhận thiệt, sự xuất hiện có đầu tư. Đúng rồi. Rất là hết hồn. Vi Quang xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán giả thân mến. Vi Quang xin được gửi lời chào đến quý vị. Bây giờ anh chia sẻ chút xíu về cái vị giám khảo chủ đề sắp xuất hiện đi. Vị giám khảo chủ đề của đêm hôm nay thì có rất nhiều điều để nói. Mà đầu tiên Vị Quang nói về cái ngoại hình của người này là một người không có cao lắm, thấp hơn Vị Quang. Em cũng nghĩ là thấp dữ lắm. Thấp dữ lắm. Rất là thấp. Đã thấp mà còn ốm nữa mà còn không có biết vũ đạo nữa. Nhưng mà mập mà ra. Bây giờ tăng cân đó chứ hồi đó Vi Quang gặp là thấy ôm nhơ mà lụng xịt ta. Còn tính tình thì như sao? Tính tình dữ lắm nghe. Trời ơi. Hay cà khịa lắm á, nhìn vậy thôi. Em nhớ lộn. Là hồi nãy anh Việt Quang làm em hết hồn mới cú xoay người đó làm tự nhiên em bị rối. Hiền anh ơi, em nhớ lộn. Dạ đúng rồi. Sao nãy nói dữ giờ nó hiền thì em trở mặt nhanh vậy? Anh có biết là hôm nay hai anh em mình xuất hiện với tư cách là mình xuống không? Mình phải tập cho quen. Rồi bây giờ các chị thảo luận xong chưa ạ? Dạ, rất là cảm ơn hai vị giám khảo khách mời. Xin mời hai anh chị về với vị trí giám khảo khách mời của mình ngày hôm nay ạ. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón giám khảo chủ đề của chương trình hôm nay. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ than, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào. Và anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân, để biết em ra đi không khi nào trở lại. Nói đi em bao sương gió trong đời oan trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta, đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Tình ca năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang cài thân xác tôi, bởi những nhớ nhung không khi nào mang em về lại. Nói đi em bao sương gió trong đời oan trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta, đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Sáng em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Sáng em trong vòng tay cùng tôi mãi luôn lưu đời sống này. Sáng em mơ hồ thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Dẫu nhân gian cuồng quay còn tôi đứng mãi nơi này ngóng chờ. Ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ than, khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào. Và anh buông rơi bao nhiêu lệ trên bước chân, để biết em ra đi không khi nào trở lại. Nói đi em bao sương gió trong đời oan trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta, đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xưa xa. Tình
năm xưa ta như đùa vui thế thôi. Có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang cài thân xác tôi, bởi những nhớ nhung không kỳ nào mang em về lại. Nói đi em, bao sương gió trong đời oan trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Nói đi em, bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Sáng em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi chợt mơ thấy. Sáng em trong vòng tay cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này. Sáng em mơ hồ thức giấc tôi tìm trong muôn trùng tiếc nuối. Dẫu nhân gian cuồng quay còn tôi đứng mãi nơi này ngóng chờ. Chắc là anh cũng nghe người ta giới thiệu về anh như thế nào rồi. Cái tự nhiên anh xuất hiện, người ta vỗ tay thấy nồng nhiệt của anh ha. Anh nói hay ghê luôn. Anh nói đó. Muốn mở ngay cái cánh cửa ra để gặp hai người để xử lý cái vụ này. Vì anh suối bị quen nói vậy, bị quen không có ý nói gì đâu. Vì một bạn ai đúng ai sai nữa, bởi vì là đối với anh á là khi yêu là không cần lý do. Wow. Không phải là qua chương trình này mà nghe mọi người nói xấu mình mà mình bớt yêu đâu, tại vì là trước giờ mình đã yêu rồi cho nên là bất chấp luôn. Lúc nào cũng yêu thương hai bạn này. Anh là một người đàn ông rất là bao dung. Anh ghi vào bộ nhớ rồi và anh, bây giờ anh không giận nhưng mà nói lại thì chắc sẽ giận đó. Như vậy là giám khảo chủ đề của chương trình ngày hôm nay là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Thiệt sự là hành trình đến với nghề của anh có rất nhiều thứ để nói. Chẳng hạn như là từ là vũ sư nha, rồi sau đó trở thành ca sĩ nè, rồi tham gia làm diễn viên điện ảnh cũng có rất nhiều giải thưởng nè, rồi sau đó là ảnh còn lấn sân là ca cổ luôn nha, hát cải lương rất là hay luôn. Bên cạnh đó còn có rất nhiều những hoạt động thiện nguyện. Vậy thì đến với chương trình ngày hôm nay, đầu tiên đó là anh cho em được biết anh kỳ vọng như thế nào về các thí sinh của chương trình này. Ngày hôm nay hiện diện ở đây thì Phi Hồng đã cảm thấy có một cái sự phấn khích. Chương trình có chủ đề là chinh phục thần tượng. Và với Hùng thì một ai yêu mến mình thì đó là một cái nguồn hạnh phúc rồi. Và lại chứng kiến được cái sự trưởng thành của các bạn. Từ cái sự yêu mến đó đã truyền động lực để các bạn trở thành những người nghệ sĩ. Và Phi Hùng sẽ ngồi cái vị trí đó. Nhưng mà các bạn hãy tin rằng là đó không phải là một cái gì đó lớn lao. Chỉ là một người đồng nghiệp với nhau để chúng ta có thể góp ý với nhau, đem đến những cái gì tốt nhất để cho các bạn hoàn thiện. Tinh thần với Hùng là vui là chính. Bây giờ cho phép anh về đó để anh ngồi, để anh cảm nhận cái hơi ấm của hai bạn diễn của anh được không? Dạ được. Thí sinh của ngày hôm nay họ là ai? Xin mời. Thí sinh Trung Tính Lý Nam Nguyễn. Và Đông Thức. Đây bạn này là Trung Tính, hóa thân và nhân vật rất là quen thuộc với tất cả chúng ta trong bộ truyện tranh Doraemon, đó là Cheyenne. Rồi tiếp theo là cô gái Lina Nguyễn trong Tảo Dài Tím Thước Tha, thì một cô gái Huế rất là mồng mơ mơ mồng ha. Và người cuối cùng đó là bạn Đông Thức, nam thần Hy Lạp. Khi mà nhìn Trung Tính thì anh đã liên tưởng đến một cái giọng ca khủng, tỷ lệ thuận với hình thể của em. Nếu mà hát những cái bài nhạc rock thì chắc là sẽ là rất là ngầu đây. Còn với Lina Nguyễn thì anh thấy có một cái sự đầm thắm dịu dàng. Nhưng mà đây là một cái ẩn số. Nhưng mà trong thâm tâm của anh á, thì anh vẫn là muốn được thấy một hình ảnh giống như là cái tà áo dài em mặc. Một cái bài hát nhẹ nhàng về Huế hay là một cái bài hát trữ tình quê hương. Còn
một hình ảnh tượng thần Hy Lạp. Rõ ràng là sắc đẹp là không thể phủ nhận được rồi. Rất là sáng sân khấu. Không biết là hôm nay hát nhạc Hy Lạp, nhạc Ý hay là hát nhạc... có khi nào mà hát nhạc Bero không ta? Giảm lắm nha, giảm lắm đó. Cái vụ này thì cũng hơi hoang mang chút. Trong ba thí sinh thì có thấy, mình quan thấy là ba bạn có ba cái phong cách khác nhau. Cái hình tượng JN của bạn á, thì vì quan nghĩ rằng là bạn sẽ không thể nào hát những bài hát nhạc trẻ về tình yêu đôi lứa đâu. Cái hình tượng này chỉ hát mấy bài trẻ em cũng đích thôi không ạ? Đánh giá hơi chủ quan nè. Tiếp theo là một người đẹp dịu dàng, sử huệ. Thì nếu mà nhìn vô hình tượng của em thì bảo đảm người ta sẽ đoán được là chứ không riêng gì Việt Quang và hai vị giám khảo này là một bài nhẹ nhàng. Thì để xem phần thể hiện của bạn như thế nào nha. Còn chàng trai cuối cùng, Nam Thần lát hát một bài nước ngoài nha. Nam Thần cho đúng cái lại cái bộ đồ của mình nha. Nãy giờ là em ngồi em canh me, xong rồi em ngắm nghía đó thì nếu như mà cái bạn Doraemon phải không anh? Chạy em. Nhìn đó tới Doraemon là anh thấy được tưởng nghe không? Có khi nào anh đọc rap không? Cũng có thể là anh hát rock hay là anh hát hip hop, nó cũng có thể lắm. Còn em đi Đa Nguyễn á thì nhìn vô á thì thấy áo dài tím mộng mơ. Nhưng mà em có để ý lúc nãy ra chào đầu là gì nè? Không biết là có bị lừa hay không? Nhưng mà em nhìn kỹ rồi thấy cái điệu dáng cũng chắc là bolero thôi. Còn cái cậu này thì là một cái ẩn số mà khó đoán. Lúc anh đoán là em sẽ hát một cái dòng nhạc là những cái dòng nhạc sang sẽ phù hợp hơn. Nhưng mà ai biết đâu được à. Rồi, coi như là ba bạn làm cho giám khảo chúng tôi là hoang mang rồi. Quá hoang mang. Bây giờ luôn, các bạn sẽ vào bên trong để tiếp tục chuẩn bị cho phần dự thi đơn ca của mình ha. Xin mời các bạn. Thưa quý vị, có lẽ là quý vị cũng thấy rằng là ba vị giám khảo chúng tôi bây giờ rất là hoang mang, không biết là lát nữa đây thì các thí sinh sẽ xuất hiện với thể loại nhạc nào, cũng như là phong cách của họ có phù hợp với những cái hình ảnh mà các bạn vừa mới hóa trang hay không, đúng không ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thí sinh đầu tiên. Hoa đơm niềm say, chim đắm trời mây, lòng ngát niềm thương ơi. Tình đã chót đôi trao, ngàn kiếp về sau nào có. Nào có phải mơ. Về chung với nhau nơi này, tìm đến hoa khúc sum vầy, tình xuân ngất ngây ta cùng say. Có nhớ đêm nào, nhớ phút ban đầu đã chót yêu nhau, xin nhớ tìm nhau. Nhạc hoa đắm niềm say, chim đắm trời mây, lòng ngát niềm thương ơi. Tình đã chót đôi trao, ngàn kiếp về sau nào có phai màu. Có nhớ đêm nào, nhìn chung ánh trăng mơ màng, hạnh phúc tìm đến đây rồi, và đời là một bài thơ. Ba 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 yeah. Có nhớ đêm nào, về chung với nhau nơi này, tìm đến hoa khúc xuống vầy, tình xuân ngất ngây ta cùng say. Có nhớ đêm nào, nhớ phút ban đầu hãy đến bên nhau, xin nhớ.
hòa đắm niềm say, chìm đắm trời mây, lòng ngát niềm thương ơi. Tình đã chót đôi trao, ngàn kiếp về sau nào có phai màu. Yeah, nhạc hòa đắm niềm say, chìm đắm trời mây, lòng ngát niềm thương ơi. Tình đã chót đôi trao, ngàn kiếp về sau nào có phai màu. Có nhớ đêm nào nhìn chung ánh trăng mơ màng, hạnh phúc tìm đến đây rồi, và đời là một bài thơ. Hạnh phúc tìm đến đây rồi, và đời là một bài thơ. Chen Trung Tính, quá tuyệt vời, quá trời quá đất luôn à. Chia sẻ một chút xíu thông tin về em nè. Dạ em chào ba vị giám khảo ạ. Em tên là Trung Tính và nghề nghiệp của em hiện tại là vừa làm ca sĩ và vừa làm hướng dẫn viên du lịch. Cái phong cách của bạn rất là tự tin và Phi Hồng thấy cái phần ca sĩ là cái phần tỏa sáng hơn cả. Phi Hồng đã đánh giá là một giọng ca nội lực rồi, nhưng mà khi mà bạn ra thì bạn còn thể hiện được những cái phong thái của một người nghệ sĩ nữa. Anh vô cùng choáng ngợp. Giờ đây em có một chút chia sẻ về anh Nguyễn Phi Hồng ạ. Cách đây nhiều năm rồi thì em có một bộ phim anh đóng ở Đà Lạt. Em mê cái nhân vật của anh đóng rất là nhiều, và trong đó có chị Vi Quanh. Chị Vi Quanh là người hát nhạc phim cho bài đó, và trong đó có anh Nguyễn Phùng hát một bài đó là: anh luôn mơ ước một lần cho giây phút ấy thật gần để anh được nói với em. Còn em là em muốn nói là em luôn mơ ước một lần cho giây phút ấy thật gần để em được hát với anh. Em nói tới đâu là da gà anh nổi tới đó. Anh vô cùng là trân trọng những tình cảm yêu thương đấy. Anh ôm em gái. Đúng rồi. Yeah. Em. Bây giờ anh Hùng vẫn đang rung rinh mà em nói vô nữa là anh rung mạnh luôn á. Em mê quá trời mê rồi. Rồi nữa hả? Một người mê nữa. Coi như là khác hẳn cái lúc nãy làm con vịt nha. Từ trên cái bậc cầu thang thôi là đã thấy một ngôi sao tỏa sáng rồi. Và khi mà em cất tiếng hát và em nhún nhảy rồi, trời ơi sao mà nó linh động, nó không có giống như cái lúc đầu tiên ra đứng vậy. Tào xạo ơi, cái gì phải không? Nói túm lại là em nói rồi đó, em mê. Mê rồi, còn ca sĩ Việt Quang à. Cái điều mà Việt Quang ấn tượng nhất về bạn á là bạn đã làm Việt Quang thay đổi cái định kiến á, là ca sĩ là lên sân khấu là phải xoáy ca, là phải đẹp, phải này nọ. Nhưng mà bạn lên sân khấu bạn phá vỡ hết những cái định kiến đó. Thì khi mà bạn hát một cái là bạn thấy là bạn có thể đứng trong một cái hàng ngũ mà ca sĩ mà đẹp thì đẹp, mà bạn có thể đánh văng mọi người hết tất cả luôn bằng cái sự duyên dáng của bạn, bằng cái sự tự tin của bạn đó. Nếu mà Việt Quang mà là Nguyễn Phi Hùng thì Việt Quang sẽ chọn bạn vào đội của Nguyễn Phi Hùng. Nhưng tại vì đằng sau còn đứa hai thí sinh nữa cho nên rất khó nói lắm. Việt Quang chỉ nói hiện tại thôi, còn để hai thí sinh kia ra xuất hiện thì sẽ tính tiếp nha. Nhưng mà đầu tiên thì có lời khen dành cho bạn. Anh chưa biết là chọn ai, nhưng mà rõ ràng anh là khán giả của em rồi đó. Dạ, và còn hai thí sinh tiếp theo rồi lát nữa đây anh coi ha, anh Nguyễn Phi Hùng xem nè ha. Rồi hai vị giám khảo kia cũng cảm thấy là rất là hợp với anh luôn á nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho bạn Trung Tính. Đó quý vị thấy không, rõ ràng là một sự bất ngờ vô cùng thú vị ngay từ thí sinh đầu tiên luôn. Vậy thì thí sinh tiếp theo sẽ mang đến điều bất ngờ thú vị nào? Là một cô gái Huế rất là dịu dàng hay là một nam thần Hy Lạp? Xin mời quý vị! Nam hay nữ? Tất nhiên là phải xen kẽ rồi. Kẽ hả? Vậy là đúng như dự đoán của Hùng không? Đúng, đúng rồi. Nghe thử coi. Nam rồi thì em... Nhưng mà chắc sai, quá nữ là đâu cuối cùng. Em đoán là nam hay nữ? Em nghĩ nữ. Bây giờ mình nghe giọng đi. Nghe giống như là đang ở Hy Lạp hả? Theo em xuống phố trưa nay, đang còn chật ngất cơn say. Theo em bước xuống cơn đau, bên nhà mình đã nên mong. Cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cả chua cay, cho nhau chất hết thơ ngây trên cánh môi say, trên những đôi tay, trên ngón
dòng nước cuốn lêu bêu, đi qua những phố thênh thang, đi qua với trái tim khát, đi qua phố bước lang thang, đi qua với trái tim khát. Theo em xuống phố chưa mai, đang còn nhức mỏi đôi vai. Theo em bước xuống cơn đau, bên ngoài nắng đã lên màu. Cho nhau hết những mê say, cho nhau hết cả chua cay, cho nhau chất hết thương ngày. Trên cánh môi say, trên những đôi tay, trên ngón chân bước về tình buồn. Tình buồn qua đi dứt cơn mê. Tình buồn trong chất lệ thế. Qua đi dứt cơn say. Tình này tình rồi thay. Ta sống trong vũng lầy, một ngày vui dần, còn vui sâu, còn vui sâu trong ngao ngán. Không dứt hết cơn, cơn ê chề. Ta sống trong vùng lầy, một ngày vui dần, còn vui sâu, còn vui sâu trong ngao ngán. Không dứt hết một, một lần. Nguyễn với vũng lầy của chúng ta, tự nhiên cái thấy đây không phải là cô gái Huế nãy nữa, khác hoàn toàn luôn. Cuối cùng vẫn bị lừa. Nhưng mà có tiếc không ạ? Em cũng hơi nhớ nhớ cô gái Huế nãy luôn á. Không, bây giờ Hùng lại không nhớ cô gái Huế nữa. Anh trời ơi, dễ thay lòng đổi dạ với dạ. Bởi vì là cái nét này là cái nét mình đang cần trong cuộc sống mỗi ngày. Cô gái thời trang và một tượng nữ thần, một cái hình tượng rất là hiện đại. Vì anh thấy em làm cô nào cũng đẹp hết trơn. Cô gái Huế lúc nãy thì nhìn cứng gì đâu đó. Tự nhiên bây giờ ra đây một cái cô gái rất là sang trọng, lộng lẫy và cất cái giọng hát rất là mạnh. Em thấy thôi là cô hợp với hình ảnh này nhất rồi đó. Cháy bỏng đó anh, quyến rũ hiện đại. Thời trang nữa. Dạ. Một cái sự bất ngờ dành cho Việt Quang. Cái giọng ca của em rất là hay. Mà em có một cái đặc điểm giống như anh là gì biết không? Khi mà nói chuyện giọng khào khào. Nhưng mà khi mà hát lên thì cái giọng nó rất là trong, rất là hay. Thì Quang rất thán phục cái điều đó. Thì khen nhau kìa, thì khen chứ thí sinh mình phải khen cho người ta có cái động lực, người ta hát cho hay không, hơn quá. Khen thí sinh mà còn lòng anh mà nhìn em giống như là một cô hoa hậu mà hát hay vậy đó, hiếm lắm đó. Anh thắc mắc là làm sao mà em có thể thay đổi hình tượng một cách nhanh như vậy. Anh khâm phục vô cùng luôn á. Sự thay đổi đó làm cho anh chỉ càng thấy là yêu hơn cái hình tượng. Yêu nữa rồi. Dạ. Nãy anh Hùng có tâm sự với hai anh em mình có nghe là anh vừa kiếm một cái người nữ để mà có thể song ca và có thể
thông ca trọn đời đó. Wow. Thông ca trọn đời là sao em cũng chưa hiểu lắm đó. Dạ. Nếu như vậy thì xin lỗi là chương trình cho Cường hỏi kỹ hơn Lina Nguyễn là đó, nếu như mà có cái lời đề nghị là song ca trọn đời thì bạn có đáp ứng nổi không? Em có một cái ấn tượng với anh Phi Hùng từ ngay còn nhỏ là lúc mà cái bài ca khúc Dáng Em của anh á, là lúc em đi học, cứ lúc còn ở quê là mỗi lần đạp xe đạp đi học là các quán cà phê đều mở ca khúc của anh. Em rất là ấn tượng. Có lẽ là anh vẫn luôn kỳ vọng vào một cái hình mẫu đẹp trong nghệ thuật cũng như là trong tình yêu nữa. Cho nên là trước giờ thì anh hay song ca với Viu Anh thì thấy đây là song ca coi như là phù hợp mình. Nhưng mà bây giờ Viu Anh... phụ nữ có gia đình gì vậy ta? Viu Anh bây giờ bỏ cuộc chơi rồi. Viu Anh hát thôi, không có đi thường xuyên để mà có những cái show diễn hành trình dài được. Cho nên bây giờ cần một cái giọng nữ làm sao để có thể đỡ Viu Anh phần và cũng như là rất là phù hợp. Và anh cũng đang mong một cái điều gì đó nó to hơn, xa hơn và đẹp hơn. Anh đã hát bài Dáng Em 20 năm rồi và lúc nào anh cũng đi tìm một cái hình mẫu. Và hôm nay gặp em thì chưa biết nói gì nhưng mà anh xin hát lại câu Dáng Em hôm nào đứng giữa linh hồn kia tôi chợt mơ thấy. Và anh đã thấy em ở giữa sân khấu rồi đó. Thôi anh hùng lá, kẹt chế chút xíu không sao anh. Còn có chút xíu nữa à, còn có tiết mục nữa à. Anh ha. Và bây giờ sẽ là tiết mục đơn ca cuối cùng của thí sinh cuối cùng. Và chúng ta cũng biết rằng đó chính là Đông Thức rồi đó. Tuy nhiên, đó là ca khúc nào? Một ca khúc đình đám thưa quý vị. Đó là ca khúc Bốn Chữ Lắm. Liệu bạn ấy sẽ xuất hiện ra sao đây? Hấp dẫn không thưa quý vị? Xin mời! Sao chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về tình là khó không khi mà tay cầm tay thương là thương sao chờ mong ngày mai ai biết ra sao người có đi xa tận phương trời nắng trong mưa tìm nhau chờ một ngày yêu thương lạ lời nói cho nhau một câu để từng ngày ta thôi còn trong ngóng trái tim thôi ngủ yên để từng đêm ta say chuyện miên để đêm nay ngừng trôi một mình anh nơi đây vẫn thao thức yêu lắm thương lắm xa lắm đau lắm ai buồn em buồn vì ai yêu lắm thương lắm xa lắm chứ đau lắm ai chờ mong chờ anh chờ đợi ai na 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 hey na 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 na. Thương là đau sao chờ mong người đi về đâu vẫn nhớ về tình là có không khi nào tay cầm tay thương là thương sao chờ mong ngày mai ai biết ra sao người có đi xa tận phương trời nắng trong mưa tìm nhau chờ một ngày yêu thương lạ lời nói cho nhau một câu để từng ngày ta thôi còn trong ngóng trái tim thôi ngủ yên để từng đêm ta say chuyện miên thế đêm nay ngừng trôi một mình anh nơi đây vẫn thao thức yêu lắm thương lắm mà xa lắm đau lắm ai buồn em buồn vì ai yêu lắm thương lắm mà xa lắm chứ đau lắm ai chờ mong chờ em chờ đợi anh na 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 na
trong mơ tìm nhau, chờ một ngày yêu thương lạ lời, nói cho nhau một câu, để từng ngày ta thôi còn trong ngóng, trái tim thôi ngủ yên, để từng đêm ta say chuyện miên thế. Đêm nay ngừng trôi, một mình anh nơi đây vẫn thao thức. Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, đau lắm, ai buồn, em buồn vì ai. Yêu lắm, thương lắm, mà xa lắm, đau lắm, ai chờ mong, chờ anh, chờ đợi em. Công thức và bốn chữ lắm. Lời nói đầu tiên thì cho phép em được chào các anh chị, một lời chúc cho các anh chị có một cái buổi quy hình thật là thành công và thật là nhiều sức khỏe. Em tên là Đông Thức, tên đầy đủ là Nguyễn Trần Đông Thức. Em là một cậu sinh viên tài chính. Cách đây 2 năm thì em có nhận được một cái lời mời tham gia một cái cuộc thi. Thì sau cái cuộc thi đó thì bản thân em đã rất là đắn đo suy nghĩ về cái công việc sắp tới của mình. Trong 2 năm vừa qua là một cái khoảng thời gian mà em đã chuyên tâm dành cái thời gian để mà trau dồi những cái kỹ năng của một người ca sĩ. Và đây có thể nói là một cái trong những cái chương trình mà em chọn lựa để xuất hiện. Em mong là cái sự thiếu sót của em sẽ không có làm các anh chị phiền lòng. Quá dễ thương ha. Em đã quá dễ thương khi mà cái phần xuất hiện của em. Em bước xuống thôi, cái dáng đứng của em thôi là anh đã nói ngay với chị Viu Anh là bạn này có tố chất để trở thành ngôi sao. Cái khuôn mặt rất là sáng và cái style nhạc rất là phù hợp với các bạn trẻ bây giờ. Và thực sự anh là một người đã làm nghề lâu rồi nhưng mà anh cảm thấy được một cái sức hút. Đó, tất cả những cái điều em hội tụ thì chỉ là sớm hay muộn để em trở thành một người thành công như em mong đợi. Khi mà em thay hình đổi dạng, em trở nên một con người rất là hòa nhập, rất là thời trang và rất là năng động, rất phù hợp với tiêu chí của các ngôi sao bây giờ. Dạ, Hùng có chọn hồi nãy vì quen hỏi Nguyễn Hùng là rồi Nguyễn Việt Hùng có chọn hay không, nó không phải là vì quen hỏi thiệt đâu mà là hỏi hỏi sách hỏi mé đó, tại vì hồi nãy thí sinh đầu ra Nguyễn Việt Hùng cũng đẹp hay khách giỏi đó, có nghĩa là ai Nguyễn Việt Hùng cũng muốn chọn hết đó. Thì cái phần biểu diễn của bạn á, cái người ca sĩ mà người rất là khó khăn nhất là người ta không có nhận ra được cái khuyết điểm của người ta. Nhưng mà em lại nói là em bị thiếu sót này thiếu sót nọ, thì anh rất là quý cái sự nhận xét về chính mình như vậy, anh rất là quý. Tại vì em vẫn còn mới mà, giống như một hòn ngọc mà chưa có mài dũa cho sáng. Nhưng mà hiện nay em vẫn có những cái ưu điểm, như là Nguyễn Phi Hùng nói là em có thể yếu tố là trở thành ngôi sao được. Đầu tiên là đẹp là anh thích rồi đó. Hát cũng hay nữa, em rất là dễ thương, em hát rất là gọi là thu hút khán giả đó. Mà cái bài hát em chọn anh cũng thích cái dòng nhạc đó nữa. Cưng ơi, làm chị rất là bất ngờ, vì hồi nãy em ra nhìn em cứ yếu đuối mong manh lắm, y như chị vậy đó, y như chị vậy đó. Lúc đầu em mặc đồ Hy Lạp đó, nhưng mà khi mà em ra hát biểu diễn ở sân khấu này và được là chính em thì em lại có một cái năng lượng tích cực, nhìn vô là thấy rất là mạnh, rất là men, rất là đẹp, rất là thời trang, rất là hiện đại. Nói chung á là mọi người ở dưới đây đều bị em thu hút. Và chị thực sự ra đó, chị vẫn tâm nguyện ở trong cái cuộc đời này nó lúc nào cũng phải tài đi chung với đức. Thì chị thấy á, tuy là chưa có dịp tiếp xúc với em nhiều, nhưng mà một người để mình tự nhìn nhận được những cái khuyết điểm của mình mà dám nói ra như vậy, có nghĩa rằng là cái người đó ít nhất cũng phải có một cái đức tính tốt rồi, đúng không rồi, anh? Thì chị nghĩ rằng á, tài mà đi chung với đức lúc nào nó cũng sẽ phát triển rất là tốt. Có thể mình bị khiếm khuyết một tí xíu về cái kỹ năng, về cái kinh nghiệm biểu diễn mình thiếu thôi, nhưng mà cái đó mình có thể sửa chữa được, có thể học thêm, có thể trau dồi á, nên là chị thấy em có một cái tương lai rất là sáng luôn. Coi như là như đó là quý vị giám khảo chúng tôi đã cảm nhận được rằng là em có những tố chất như thế nào. Còn nhiều hy vọng lắm. Chúc mừng bạn. Và bây giờ thì sẽ còn một phần thi cuối cùng. Đó là phần tâm ca.
chắc là có lẽ quý vị cũng đang còn mường tượng ra được rằng là anh Nguyễn Phi Hùng sẽ chọn cái khúc nào. À, chọn cái khúc Dáng Em là coi như là chọn ai rồi đó, biết rồi. Dạ. Nhưng mà liệu anh Nguyễn Phi Hùng có chọn cái khúc Dáng Em hay là cái khúc nào cho phần thi tam ca? Xin mời anh Nguyễn Phi Hùng ạ. Trước hết là mình đã chọn ba bạn ở cái cảm xúc tâm hồn rồi. Có lẽ là Phi Hùng sẽ phải đưa ra một cái bài hát để lắng nghe giọng của ba bạn hòa hợp với nhau, là Phi Hùng sẽ chọn ra một người, một bài hát lãng mạn lắm. Nếu mà ai đang yêu thì nên dùng bài hát này để chia sẻ tới người yêu của mình. Đó là ca khúc Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Làm sao quên nụ hôn ban đầu, nhưng đêm trăng bước trong màn mưa. Từng tháng năm sống bên nhau, nếu em được hạnh phúc, anh không tiếc hiến dâng đời anh. Và những mong ước mai sau, nếu không chỉ là mơ, em vẫn muốn vì anh đợi chờ. Sẽ thôi không vội vã, biết sẽ quên em mà vẫn lơ đãng nhiều khi. Và sẽ thôi không còn giận nhau nữa, vì biết không ai yêu anh nhiều như thế. Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh, nếu những lời hứa thôi không chân thành. Vì anh không khóc bao giờ, đâu có nghĩa trong anh thờ. Dù anh đang sống khi anh có em, hay vắng em mãi mãi. Thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay, nếu một ngày mai em không thức dậy. Vì em luôn thấy anh cười, không giọt lệ rơi. Người đàn ông trong anh nói không nhớ em, để mỗi ngày nhớ gặp ngàn lần em sống bên nhau. Nếu em được hạnh phúc, anh không tiếc hiến dâng đời anh. Và những mong ước mai sau, nếu không chỉ là mơ, em vẫn muốn vì anh đợi chờ. Sẽ thôi không vội vã, bước sẽ gần em mà vẫn lơ đãng nhiều khi. Và sẽ thôi không còn giận nhau nữa, vì biết không ai yêu anh nhiều như thế. Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh, nếu những lời hứa thôi không chân thành. Vì anh không khóc bao giờ, đâu có nghĩa trong anh thờ ơ. Dù anh vẫn sống khi anh có em, hay vắng em mãi mãi. Thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay, nếu một ngày mai em không thức dậy. Vì em luôn thấy anh cười, đâu có nghĩa không
không giọt lệ rơi. Người đàn ông trong anh nói không nhớ em, để mỗi ngày nhớ gặp ngàn lần hơn. Quang xem và nghe đó thì Việt Quang rất là hoang mang, tại vì cả ba giọng ca này cũng hơi là khó chọn. Tại nếu mà là Việt Quang chọn hết cả ba người. Ví dụ mà là Nguyễn Thùng là Việt Quang á, thì Việt Quang chọn cái tiêu chí như thế này: khi mà mình hát song ca với một người nào đó thì trước tiên á là hai giọng ca nó phải hòa hợp với nhau đã. Thì Việt Quang luôn luôn chọn cái người nào mà ca nội lực, thì Việt Quang nghĩ là cậu trai em là có thể là hợp phù hợp nhất. Trước tiên là mình muốn dành lời khen cho cả ba bạn ngày hôm nay. Mỗi bạn đều có một phong cách riêng, một cái chất giọng cũng như một cái thần thái biểu diễn không có lẫn vào đâu được. Thực sự là anh Phi Hùng ngày hôm nay rất là nan giải để mà lựa chọn cho mình cái người phù hợp nhất. Thì anh Quang lại chia sẻ những cái kinh nghiệm xương máu khi mà chọn người song ca là phải hòa hợp với mình, phải bổ sung những cái khiếm khuyết cho mình. Đúng. Để nó hòa quyện hơn. Nhưng mà em lại suy nghĩ biết đâu một cái gì đó nó lạ lạ đó, nhiều khi nó lạ một cái, nhiều lúc là cái điểm lạ đó lại hấp dẫn hay sao. Cho nên là cái phần chọn này anh hãy lắng nghe theo tim mình đi. Phải nói là mỗi bạn đều có một cái tính cách, một cái cách thể hiện nó mang một cái màu sắc riêng biệt. Và Hùng nghĩ rằng là nếu Hùng song ca với từng bạn ở đây thì cũng đều có những cái đối tượng khán giả riêng. Rõ ràng là cả ba thí sinh ngày hôm nay họ đều thể hiện hết mình trên sân khấu này. Vậy thì ngay thời điểm này hãy nhìn lại những khoảnh khắc vô cùng ấn tượng của chương trình đêm nay ạ. Cuộc chinh phục thần tượng, giám khảo chủ đề Nguyễn Phi Hùng đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với những màn trình diễn đầy lôi cuốn của Trung Tính, Lina Nguyễn và Đông Thức. Cuối cùng thì phong cách hài hước, gợi cảm hay lãng tử sẽ thuyết phục được thần tượng Nguyễn Phi Hùng. Hãy cùng chờ xem giây phút kịch tính đang đến. Và bây giờ, xin mời ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, giám khảo chủ đề của đêm nay, sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Thực lòng thì Phi Hùng đã thấy được là có thêm được những bạn đồng nghiệp, mặc dù là những người bạn ở đây là đã từng yêu mến mình, là khán giả của mình. Và ngày hôm nay thì Phi Hùng chúc mừng các bạn đã trở thành những người thân quen, bởi vì là Hùng đã được lắng nghe những chia sẻ cũng như là cảm nhận được tài năng của các bạn. Phi Hùng đã có sự lựa chọn, đó chính là... Lina Nguyễn. Qua đi, qua đi, dứt cơn say, dừng đây tình, rồi thay. Xin chúc mừng Lina Nguyễn. Và xin mời ba vị giám khảo sẽ lên chia vui cùng với các thí sinh của chúng tôi ạ. Thưa quý vị, chương trình Chinh Phục Thần Tượng do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Yes Studio thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Vũng Cường hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21 giờ thứ tư tuần sau với giám khảo chủ đề là ca sĩ V1. Xin chào. Thần tượng của bảng 4 sẽ tiếp tục với nhân vật chính giám khảo chủ đề ca sĩ V1, cùng các giọng hát trẻ hấp dẫn về phần nhìn và đầy bất ngờ về phần nghe. Họ sẽ đem những gì tốt nhất của mình để giành cơ hội được hát song ca cùng thần tượng. Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Này gió gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta. Mời quý khán giả đón xem tập 14 Chinh Phục Thần Tượng
với giám khảo chủ đề ca sĩ Vy Oanh, phát sóng vào 21 giờ thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2021 trên truyền hình Vĩnh Long 2.